chị hơi khan tiếng, đi bị đi Châu Đốc thức suốt đêm cái về khan tiếng luôn, là bị gì đó, là thực tế là ba của chị bị, ba chị bị gút năm nay là cũng mấy chục năm rồi. Ban đầu thì tính là ba bị đau xương khớp, ổng bị kiểu như nhức, ban đầu thì nhức từ cái lắm tay lắm chân, hãy gần ông mà gần bị bệnh cảm mà sốt là ông nhức từ lắm tay nè, lắm chân, khớp giò khớp đầu nhức mình mẩy á, là ba nói chỉ là chắc bị đau xương khớp thôi. Nhưng mà lâu ngày vài tháng là tới tới năm nay gút nó trổ ra cũng cũng gần cả chục năm á. Nhưng mà mấy đứa em hồi đó thì mình chị cũng chưa có vô ôi lem nên chị chưa có biết dòng dinh dưỡng của mình có mua nào, mấy em nó mua nào thuốc gút tâm bình gì đủ thứ, nói chung là ba uống đủ thứ hết nhưng mà không hết. Cái sau này cái biết cái gì về cái dinh dưỡng mình với chị cũng có thấy trong cộng đồng mình có nhóm cũng có mấy người bị bệnh gút tao uống cải thiện. Chị về chị nói thì ba chị ổng không tin, ổng nói thôi ba uống nhiều lắm rồi, tầm bậy tầm bạ ba không uống đâu. Cái mai là kỳ rồi ba ổng bị kiểu như ổng bị bệnh á, ổng bị bệnh cái chị mới nói là thôi để ba ổng ấy thôi, chị không có nói bị gút chị trơn á, chị mới nói là thôi ba dùng cái dinh dưỡng này đi đặng cho ba có cái sức khỏe, chứ chị cũng không nói hỗ trợ gút. Nhưng mà chị đó chị cũng chưa biết nữa, chị cũng không tin tưởng mấy, cái chị mới nói thôi ba dùng này để cái này đi, nó hỗ trợ cái sức khỏe cho ba nè với cái đau xương khớp. Cái ổng mới uống, ổng uống đâu chừng một tháng hai tháng gì cái ông thấy im im, nhưng mà ông cũng không tin. Cái sau cái nó bị ổng đi làm mà ổng đi ra giường ra gãy cái chụp ông sao không biết ông làm không, nó chỗ ra mấy cái mắt cá nó u lên cái nó bị bể, kìa, nó bọng một cục gì nè giống gờ mềm mềm giống như là cái bú vậy đó. Mà nó giống như trong đó nó có mủ sao nó thấy nó bầm bầm trắng trắng, thì nó bể cái đó thì nó chảy cái chất nhầy ra. Cái mấy đứa em nó mới điện cho chị, nó nói chị hai ơi cái bị cái gút của bà giờ nó bể nó từ lừa ra rồi, nó trời ơi chết rồi không biết sao nữa. Cái chị mới nhớ trực lại là cái tảo nâu bên mình lúc đó có mua ba tặng một, cái chị mới mua chị mới chốt một cái combo rồi, cái chị mới nói ừ thôi để chị lấy cái này cho ba uống thử. Chị chốt một cái combo với chị mua ba cái tảo nâu á, mua ba tặng một, luôn. Rồi cái ba nó tê tay tê chân á, chị cũng chốt cái canxi luôn đó. Thì chị kêu ba, chị ba cứ uống cái này. Chị mới nói vậy nè, chị nói ba ơi, chị mày mới nói nó kiểu như nó gạt ổng luôn á, nói ba ơi cái viên đen đen này ba uống cái gói này nè, còn cái viên đen đen này á là nó hỗ trợ cho cái vết thương của ba là gút á, hỗ trợ cái vết thương gút của ba nó bị bể á, nó không bị nhức nó. Cái chị cho kêu uống uống rồi cái ba lấy cái viên của đó đó. Cái ba cứ hồi đó thì nghe mình đó mà nghe cái bà Phước Giàu á, bà nói cái vụ vết thương đó, cái chị mới kêu ra bà đâm cái viên tảo này nè, bà chế ngay cái chỗ vết thương của ba rửa ba chùi cho sạch nha rồi bà chế vô đó đi. Rồi đó thì ba chị uống đâu được chừng hết một bộ đó, nghe hết một bộ với hết cái tảo nâu. Chị kêu ba chị uống là một ngày là một gói đó, với buổi chiều nữa lại thêm ba viên tảo nâu, canxi thì ba ngậm ngày hai viên. Thì hết một bộ đó thì chưa hết bộ đâu, chừng phân nửa là cái vết thương của ba chị nó đã lành, nó kéo mặt mài lại, nó kéo mài lại nó khô. Cái chị cứ cũng điện về hỏi là ủa sao vết thương cái gút của ba cái mục đó sao rồi, ba nói nay nó lành rồi ba, ba xức cái viên thuốc của con nó bị nay nó lành rồi, nó liền 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 rồi chưa có lành hẳn đó. Thì một thời gian khoảng chừng 2 3 tháng đó, thì cái mục đó nó giống như nó xẹp, nó teo lại rồi bắt đầu bây giờ là nó liền luôn rồi, không đặng cái gút đó cái cục u đó từ 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 nó teo lại. Nhưng bây giờ ngày xưa là ông không có ăn, ai mời đi đám gì cũng không đi được, vì ăn với uống rượu vô là có xui da, mà uống rượu vô thì nó bị nhức. Nhưng sau này một thời gian là sau này là chị về là ba đi đám cưới ba ăn uống bình thường nó không có bị nhức nữa đó, là chị thấy em chịu. Chứ sau này chị mới nói là ba biết như thế nào không, cái này nè ba gán uống đi, cái này nó hỗ trợ cái bệnh gút cho ba nè, rồi sau này chị đem bột rau về cho ba uống là bị gì. Ở dưới quê mấy ông bà già là dứt khoát không ăn rau, ăn thì ăn chỉ chút xíu thôi chứ không ăn đó. Chị mới kêu ba chị uống,
thì ông uống ra ông nói trời ba uống ra cái bột rau này tối ba ngủ khỏe ghê, ông nói gì đó. Cái chị cũng mừng, chị nói ba cứ uống tiếp tục. Thì cái giờ cái gút của ba chị á là nó teo dần lại, nó không có phát triển ra nữa, mà nhưng mà mấy cái cục đó ngay mắt cá nó teo 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 dần lại, là nó ổng không có bị nhức nữa, trừ khi mà ổng bị trở trời hay gì đó. Ổng ăn bữa nào mà ổng ăn nhiều quá, ăn nhiều quá kêu nhà một chỗ đám tiệc thì ở nhà đó ổng ăn nhiều quá, nhiều khi mấy đứa em nó đem về thịt bò thịt này kia rồi cái ổng ăn nhiều quá, thịt cua đinh rồi này kia nó thì nó ổng ăn nhiều quá thì nó hơi nhức thôi, chứ không có phải đánh đổi như mà ngày xưa. Mà nếu mà nhức ngày xưa làm ăn nhức là ngày mai lại ổng phải đi chích thuốc, đi chích thuốc giảm đau hoài luôn đó, không có uống thuốc giảm đau vô mới hết nó. Còn bây giờ là ăn uống thoải mái không có bị gì nữa trơn, mà cái cục gút đó đó nó teo lại. Bởi vì chị nghe em đọc cái sách mà hô gút này là chị cũng mình cũng đang tìm tòi, bởi vì ba chị thấy ba chị ổng đau nhất đó. Chị chịu không nổi, mà nhưng mà là con mình không biết làm sao. Bởi vì chị cũng rất cảm ơn cái công ty mình nó có cái dòng sản phẩm rất là tốt hỗ trợ cho ba với má chị đó. Má chị nhờ cái này mà cũng là khỏe, mà ba chị cũng cái gút này nó giảm rất là nhiều, rất là tốt. Bởi ba chị ông hơn 80 tuổi rồi nhưng mà ông khỏe lắm, ông đi ruộng, ông đi vườn, ông đi hái dừa, ông đi chặt cỏ, ông đi lắm, rồi xe ông đa, ông chạy cờ cờ, ông còn đòi chở chị đi chợ nữa, mà chị thì không biết chạy xe đó. Bởi vì chị thấy cái sản phẩm mình đó rất là tốt, nhưng mà cũng có nhiều người good lắm. Nói chung là chị thấy good bây giờ thấy hình như 50-60% là dân Việt Nam mình là đã bị good, nhìn như 70-80 luôn á, chứ đừng nói ai cũng bị good. Đàn ông chị thấy dưới quê người nào cũng bị good, nhưng người ta không có tin, mình có chia sẻ nhưng mà không có tin, chị nói thôi không tin thì thôi. Nhưng mà ba ơi, cái thực tế là ba uống đây, ví dụ ai hỏi ba như thế nào thì ba cứ nói ừ tôi không biết cái sản phẩm này nó như thế nào, nhưng mà con gái tôi nói Sài Gòn nó có làm bên cái công ty này có cái sản phẩm này nó đưa cho tôi uống, thì ba cứ đưa cho người ta coi vậy đi, người ta tin thì tin, không tin thì thôi. Ý là bà con luôn đó nghe, mà không tin à, có người chồng cháu rể nó kêu ông cậu ơi ông đừng uống ba tầm bậy tầm bạ thực phẩm chức năng này uống nó không có tốt đâu, uống càng ngày càng bị. Cái người nó đi về rồi cái chị mới nói, nó nói gì nó nói nha ba đừng có tin, nó nói nó có cái thuốc tây gì uống, nói không bao giờ thuốc tây. Ba thấy bác sĩ không, bao nhiêu năm nay bác sĩ nó cho ba uống ba có giảm không, ba có đâu có hết đâu, ba uống chỉ giảm đau thôi mà nó không phát triển, nó không có biến chuyển gì hết, mà nó chỉ bà dở ra bể thôi đó. Rồi cái ba nói ừ, rồi ba thì ba uống của con đem về ba uống đó. Thì chỉ có cái câu chuyện của ba chị như vậy đó. Rồi cũng có một cái nhỏ bạn hồi xưa nó cũng là nhà phân phối, nhưng mà hồi đó chồng nó khó quá, đập điện thoại rồi nó không cho làm nữa. Ổng cũng bị gút nha, ổng bị gút nè, rồi ổng bị thoái hóa khớp háng, chuẩn bị thay cái khớp háng là 200 triệu đó, bằng inox gì đó. Nhưng mà cái có ông bác sĩ nào đó ổng kêu thay, nhưng mà cái không có thay, không thay uống thuốc, ổng uống thuốc cũng uống thuốc tây là giảm đau. Cái sao nhỏ đó nó cũng vô nó học trong cộng đồng mình nè, cái bắt đầu nó mới nghe, cái bắt đầu nó nói thôi chị ơi bây giờ chị mua lén, nó mua nói chung là tháng nào nó cũng mua lén, nó lén chồng nó là mua đem về cho ba nó uống. Cái do ổng bị thoát quá khớp háng là ổng lết trong đó, ổng không có đứng gì được, đi trên bồn cầu ổng ngồi ở trên có cái miếng gì nè là gắn bốn cái bánh xe là ổng ngồi trên đó, là ổng hai cái giò ổng bươi tới, một cái giò đứng lên là đi phải đi tó, nó khập khiễng hai cái giò ngắn cái giò dài. Nhưng mà ông uống đó, ông này là khách hàng giống như khách hàng VIP của chị luôn, ông uống từ 4-5 năm nay đó là cái giò ổng bây giờ nó thẳng lại, ổng không còn đi gậy mà cũng không còn đi tó đó. Cái gò ổng cũng bị gút luôn, cái gút ổng cũng giảm luôn. Rồi kỳ rồi á, bởi vì chị độ cho ổng ăn trầu quá với muốn đủ quá, cái là bác sĩ đi khám nha, đi khám bác sĩ coi cái gút với lại cái khớp háng của ổng, khớp háng của ổng hoàn toàn hồi phục bình thường đó. Còn cái gút của ổng thì cũng giảm, không có phát triển nữa. Nhưng mà con cái ổng ra một cái bệnh là ung thư vòm họng mà mới thời kỳ đầu đó. Cái kỳ gọi nhỏ nó qua nó khóc nó nói chị ơi ba em bỗng bị như vậy rồi, cái bắt đầu
Ông nó kêu chị bây giờ kỳ gọi tảo nâu mình mua một tặng một đó, thì cái đó bắt đầu nó quất cho mày với chị mới nói thôi sẵn chứ cái đây nó mua một mình tặng một nè, thôi em mua đi, nó mua tảo nâu nè, nó mua omega 3 là kỳ đó bữa đó nó mua nó chốt hai cái là 20 hũ, với lại kỳ rồi nó chốt thêm 10 hộp, nó mua bột cho ba nó uống là ổng uống được hai bộ, ổng uống được hai bộ uống là Milk Play nè, với lại cái bột của mình á, với cái bột protein lên á trộn chung với nhau, nó kêu ăn này ổng cũng nghe lời lắm, chị gọi quy giáo của chị hướng dẫn ổng uống đúng đủ đều luôn á, thì bữa nay hôm nay là ổng hoàn toàn khỏe, không có bị cái họng của ổng không có bị mà bị nghẹt nữa, chứ không thôi ổng ăn cơm vô là ổng mắc nghẹn với ổng nước cục ổng nuốt nổi, coi bây giờ khỏe rồi đó, chị nghe chị cũng mừng đó, là ổng bị vừa gút nè, gút là khỏe nè, là thoái hóa khớp háng là kiểu như là thoái hóa là định tháo luôn, mà ổng ở ngoài Hà Nội á, rồi cái giờ ổng bị ung thư mà ổng cũng bị giảm, nó nói thôi để 6 tháng đi rồi em kêu ba em đi kiểm tra lại coi như thế nào đó, chị cũng nói ừ, nhưng mà ổng ung thư và mà ổng thì nhà không cho ổng biết, rồi thì chị cũng hướng dẫn ổng uống thuốc nha, mình nói giống như là uống về cái bình gút gì đó thì ổng uống theo, thì ổng thấy tình trạng của ổng rất là khỏe, chị có chụp hình lại mấy cái nói chuyện với ổng có chụp hình lại mà cái điện thoại kia bị mất rồi, mất hình hết trơn để bữa nào à chị chắc mai chiều gì chị điện thoại chị nói chuyện với ổng nữa, rồi chị có nhiều chia sẻ với Ngân với cả nhà nha, chị thích cái bệnh theo dõi cái bệnh gút này lắm, bị gì ba của mình bị mình không có biết như thế nào thì mình ra cái coi như tìm như cách thế nào để cho ba mình được cải thiện, mà hôm nay mình được cái dòng dinh dưỡng này nó cải thiện được mà rất là mừng, ba chị em rất là khỏe, 80 rồi, 80 mà khỏe lắm, rồi chị có nhiều chia sẻ với cả nhà nha. Dạ, em cảm ơn chị Nga chia sẻ câu chuyện thực tế của ba mình luôn. Khi nào mà Mừng chị quá chị gọi điện cho khách Nga hàng thì có gì ơi. quay lại hả chị Nga để chia sẻ cho chị em trong nhóm nhé. À đúng rồi đó. Chị nói Dạ. chị thấy rõ ràng luôn á, chị thấy là kiểu như thực tế biết không? Mình chứng kiến là thực tế là người nhà trong mình ba với má chị rất là khỏe. Giống như kỳ rồi mà má chị chết làm sàn đó, thấy không? Bà khỏe lại là rất là mừng. Nhưng mà ba mấy người dưới quê mà thấy khỏe khỏe cái thôi nhín nhín uống nhín nhín đó, khỏe cái khỏe khỏe cái uống uống từ từ, nhưng mà chị về bởi vì chị có thời gian chị về là chị cho uống liên tục đúng đủ đều, em nói ba đừng có sợ hết hết rồi con cứ mua mà ba đừng có sợ đó, bởi vì nhiều khi cái điểm cá nhân của chị là một tháng có khi ngàn ngàn mấy điểm là trong gia đình dùng, nhưng khách ngoài thì người ta uống ở đó